Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một ngôi nhà được thiết kế và xây dựng độc lập duy nhất một căn, diện tích 40m², thiết kế là 3 tầng, công năng sử dụng cho một hộ gia đình rất là ổn áp. Nó ở với cái căn nhà này thì nó không thuộc trên mặt ngõ thông mọi người nhé, mà nó là ngõ cụt, cho nên có như thế nào thì Ngọc Anh quay review cho quý vị như vậy. Với hướng nhà là hướng Tây Nam, hướng nhà là hướng Tây Nam với cái diện tích là 40m, thiết kế và xây dựng 3 tầng. Phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế ở đây là một lớp cửa cuốn. Thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá. Trước khi vào khám phá ngôi nhà thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ một chút về cái vị trí nhà. Vị trí nhà thuộc La Phù, Hoài Đức, gần với lại khu đô thị Galesimco Lê Trọng Tấn, gần với trục đường Galesimco Lê Trọng Tấn, phù hợp với bác nào đi làm ở Hà Đông, Hoài Đức, Nam Từ Liêm và Mỹ Đình. Với thiết kế của ngôi nhà tương đối là ổn, vị trí đi lại giao thông thuận tiện. Từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra tới trục đường Lê Trọng Tấn, nó chỉ khoảng tầm bi bán kính khoảng tầm 1,3 km thôi mọi người ạ. Đi lại tương đối là thuận tiện. Thiết kế của ngôi nhà thì vừa mới hoàn thiện xong hết, sổ đỏ chuẩn chỉnh, dọn đồ về ở ngay, sổ đỏ sang tên được luôn. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Phần tầng 1 này thì Ngọc Anh đang đứng là phần phòng khách của ngôi nhà. Gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá. Tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Với vị trí ngôi nhà nằm trong khu dân cư đông đúc, với cái thiết kế ổn áp và cái sinh hoạt hàng ngày, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 đều rất là tiện lợi. Đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà, với không gian phòng bếp hoàn thiện xong hết đầy đủ cho quý vị rồi. Theo đúng như hiện trạng là quý vị dọn đồ về ở được luôn đấy ạ. Phần tủ bếp thiết kế đây toàn bộ là gỗ MDF chống cong vênh. Tủ bếp, phụ kiện bếp lắp đặt xong đầy đủ, chậu rửa, vòi rửa, mặt bếp thì ốp đá granite, hệ thống điện, nước xong xuôi hết rồi. Rất nhiều quý khách hàng cũng mong muốn rằng là mua một cái căn nhà mà xây độc lập một căn chứ không phải là thiết kế theo kiểu hình thức là nhà liền kề. Rất nhiều quý khách hàng mong muốn như vậy, cho nên có những cái căn nhà nào mà độc lập, Ngọc Anh sẽ cố gắng quay sớm nhất để gửi tới cho quý vị nhé. Ngoài cái phần tầng 1, thiết kế phòng khách này, phòng bếp này, một phòng vệ sinh ở đây cho quý vị. Ngoài ra thì ở đây chủ nhà thiết kế thêm một phòng ngủ nữa ở phía tầng 1 nha mọi người. Đây là phần phòng ngủ tầng 1, có cửa sổ, có đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Cửa đây. Đó. Và mời mọi người theo em lên khám phá tiếp theo các tầng phía trên của ngôi nhà. Cầu thang này thiết kế đi lên không bị dốc, mời quý vị theo em lên khám phá tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà. Với cầu thang ở giữa, phòng vệ sinh thiết kế ở giữa, phòng ngủ thiết kế hai bên. Đây thưa quý vị, đây là phần phòng ngủ đầu tiên hướng ra phần mặt ngõ, có ban công mở rất là thoáng, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Với làng La Phù thì mọi người có thể biết rồi, nó là một làng nghề rất là sầm uất, một làng nghề kinh doanh truyền thống sầm uất cực kỳ luôn. Ở đây thì cũng đang có một số căn nằm ở trên mặt trục chính có thể kinh doanh, nếu như quý vị nào mà đang quan tâm đến phân khúc nhà kinh doanh được ở làng La Phù thì có thể liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh nhé. Đây là phần phòng ngủ phía bên trong. Với diện tích 40m nên thiết kế hai phòng ngủ tương đối là rộng và thoáng mọi người ạ. Trên phía tầng 2 này thì thiết kế sàn gỗ cho quý vị. Hệ thống trần thạch cao, đầy đủ ở các phòng ngủ, đèn led chiếu sáng, hồ sơ điện nước đầy đủ. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước sau. Đây, đầy đủ hết cho mọi người, bồn cầu, sen tắm, lavabo. Từ vị trí ngõ trước nhà thì nó cách khoảng tầm ngõ trước nhà là khoảng tầm được 2m, hơn 2m, cách với đại đường ô tô đi lại thì khoảng tầm 200m mọi người ạ. Cho nên có như thế nào thì em quay review cho quý vị như vậy. Mọi người có thể tìm hiểu trước khi đi xem cái tầm tài chính có phù hợp hay không, xem thiết kế công năng nhà có ổn áp hay không. Và ví dụ nhà nào có ô tô thì mong muốn như thế nào thì mọi người cứ chia sẻ trước với em. Có căn nào phù hợp thì mình đi xem, đỡ mất thời gian của mọi người. Mọi người theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Ngọc Ánh đang đứng ở trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Trên tầng 3 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng thêm một phòng.
Phòng này thì quý vị có thể thiết kế làm phòng ngủ, phòng làm việc tùy mục đích sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Còn đây là phần view trước nhà, hẳn là một vườn cây nằm ở trong khu đông đúc, tuy nhiên với cái vị trí ngôi nhà này thì khá là yên tĩnh. Trên tầng 3 cũng được thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao. Phần còn lại thì là sân phơi. Đây, sân phơi tương đối là rộng của ngôi nhà. Và đây là tầm nhìn ở phía bên phía sau của ngôi nhà đây mọi người ơi. Dân cư đông đúc, đứng từ vị trí ngôi nhà này có thể nhìn thấy tòa Vinhome Smart City. Nói chung là đi làm tương đối ổn. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo ạ.